hắn ta chợt tháo cái khăn choàng trên người ra. Đó chính là một thanh niên đẹp trai tóc vàng và tia lửa điện bao quanh người. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Genitsu, một vị quỷ nhân. Phía xa xa, đăng kia bến cảng đã nổ tung trời. Đa phần hải quân của Melee ngoài đó đều tan xác dưới vụ nổ Titan khổng lồ này. Nó phải tương đương với một quả bom siêu to khổng lồ đấy. Những chiếc tàu cũng văng sát pháo lên trời, đến nỗi có thể nhìn thấy từ xa. Tướng quân Magad kia là... Đừng có ngây ra đó, ra khỏi chỗ này nhanh lên. Chúng là chim bến cảng của ta rồi, chỉ có một người có thể làm điều đó mà thôi. Không ngờ sức ép của vụ nổ quá lớn, nổ từ bến cảng mà dư chấn kéo đến tận bên trong quảng trường khu cách ly người Melee. Ngay cả Titan cũng bị chịu áp lực, chứ chưa kể đến người bình thường. Titan đại hình, chúng đã cướp cả mạng sống là sức mạnh Titan của Beto, lũ chó chết. Mình biết là chúng ắt phải có kế hoạch mà. Boko không thể kiềm chế được mình nữa, anh ta nhảy từ nóc nhà xuống đất, nóng lòng lao tới trực tiếp tấn công Eren dưới sự ngỡ ngàng của Titan ngựa. Boko! Ngon thì đến đây, bọn ác quỷ, nếu mình giết được hắn thì mọi kế hoạch của bọn chúng sẽ thất bại. Có Echoman còn lại kia, cút mẹ mày ra. Mikasa cũng đâu phải dạng vừa đâu, thích thì chích, cô sẵn sàng nghênh chiến với Titan Hàm